Đây. Cô ơi, làm gì ấy? Ra đi hỗ trợ rượu chè cho chúng nó đi. Đòi lằng lặc Khuân về. Đây. Trời ơi. Có bình rượu cứ trở về quê xong lại trở lên anh em ạ. Có thằng con rể tốt quá trở về quê chỉ thợ bố dợ vợ uống hết thôi. Ngày lão dình mò bình rượu. Nhưng mà thôi xin lỗi ông nhá. Này. Này. Riêng bố vợ ông không bao giờ thiếu rượu nhá. Hiểu chưa? 40 bình này rượu này là rượu để chơi. Thằng con rể lom dom mãi đái. Mang bình rượu về quê chỉ sợ bố vợ uống hết thôi. Vớ bà ông vậy. Mình có 4 bình rượu 10 năm nay, 40 bình 10 năm nay rồi là bây giờ là trở về cho ông ngoại uống hết rồi. Ơ thế sao lại vơi đi kia hết rồi à? Vơi ở dưới quê uống cái nào nữa à? Làm gì ai uống? Lại còn là mấy lần về thì lại bảo làm gì ai uống. Thế đây làm sao? Mấy về làm gì ai uống đâu? Đó. À mấy hôm nhà mình có khách trong bọn nó uống à? Thì nữa rồi. Quay ra sau không chị? Quay ra đây sau. Chắc thế nhỉ? Đây rượu đây mọi người ơi. Nhà không có gì ngoài rượu nhá. Nhưng như này thì cũng chỉ vơi có tí thôi. Ừ, không, chỗ này phải chục lít đấy. Hôm trước có đầy lên trên này không chị? Có. Thế cửa. Ừ. Chắc bọn này hút nào đi, chúng mày hút chắc hai thằng tranh thủ chắc lại uống cái nào chứ. Đúng không? Uống cái này. Thì thì mặt đỏ lắm, đừng đi lắm. Mỗi anh em ăn lớn đấy. Mày uống xong mày lại anh Phú lại tưởng bố vợ uống thì mệt lắm cơ. Đây. Phú còn nhiều cái chưa muốn nói. Này. Kiên nó đang bảo có nhiều cái nó không muốn nói đâu đấy. Suốt ngày rượu rượu chè chè. Mệt cả người. Đây rượu đây mọi người ơi. Thế lại mang mấy cái can về kia đi. 100 lít. Vứt lên xe đi. Để nó về nó cho lít. Ai thì cho đi. Ừ. Để nó lắng lại thì nó lại đẹp lại. Ờ. Ủa thế lại mang cả rượu đấy lên nữa à? Kéo ai uống đâu khổ quá. Đây lại mang rượu này lên nữa. Các loại rượu. Rượu đấy mang lên để ấy và vẫn để tiếp khách như hôm này. Khách à? Mệt quá rượu chè suốt ngày. Thế hôm này về trả về để tiếp khách. Nhưng mà hôm nào ấy này thì uống một loại rượu chứ anh. Ừ. Đây như kia là không phải một loại đâu. Uống cái rượu gì đó ấy thôi chứ uống rượu ngâm này thì không mà. Không ngâm này nhưng mà có ít rượu trắng pha ra là được. Thế lại phải đi mua rượu trắng để lâu ấy đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.